Thưa quý vị và các bạn, La Huyền còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, của tỉnh, kinh tế xã hội của Di Linh đã có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Tuy nhiên, vấn đề cơ sở vật chất, nhất là phòng học, khu hiệu bộ của cán bộ giáo viên và công nhân viên vẫn hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trường mầm non Vành Khuyên, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Nhìn ngoài thì bề thế khang trang, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Nhiều hạng mục, trần, tường, sàn nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ xuống cấp qua nhiều năm sử dụng, mà cơ sở giáo dục này còn bó hẹp về không gian, thiếu thốn về cơ sở vật chất, bất cập trong việc lưu trữ hồ sơ, ảnh hưởng đến quá trình làm việc, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh nơi đây. Ở cơ sở này thì các cái phòng học thì bị nứt, rồi cũng giống như là sàn thì đã bị trũng, nên cũng dễ dẫn đến là những cái tai nạn cho trẻ. Mặc dù là chúng tôi cũng đã tham mưu và cũng được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban, cũng giống như là phòng giáo dục đào tạo cũng đã có tu sửa trường. Ở cái năm học 15-16 cũng đã có kế hoạch và cũng đã đầu tư và tu sửa cho trường. Đến chính vì vậy nên là trường mới duy trì được đến ngày hôm nay. Toàn huyện Di Linh hiện có 75 trường học, trong đó có 22 trường mẫu giáo, 31 trường tiểu học và 22 trường trung học cơ sở. Định hướng của ngành giáo dục địa phương trong giai đoạn 2016-2020 sẽ có 75% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Di Linh mới chỉ đạt 35%. Tỷ lệ này là rất thấp so với mặt bằng chung trong toàn tỉnh. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nêu trên là khó khăn về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở, phòng học, phòng chức năng cũng như khu hiệu bộ của các trường trên địa bàn để xây dựng trường theo chuẩn quốc gia, theo đúng quy định của ngành giáo dục. Bây giờ là khó khăn nhất của trường ấy là về cơ sở vật chất. Trường được xây dựng từ năm 1978. Đến năm 2006 thì đầu tư xây dựng thêm 8 phòng. Đến giờ phút này là trường có 36 lớp. Cơ sở vật chất thì nhìn chung là đảm bảo cho việc dạy học. Nhưng mà để nâng cao chất lượng dạy và học thì cơ sở vật chất như thế này là theo chủ quan của tôi là chưa đảm bảo. Hiện tại là trường không có khu hiệu bộ. Theo chủ trương được phê duyệt từ năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thì huyện Di Linh sẽ có 6 trường là trường mầm non Vành Khuyên, thị trấn Di Linh, mẫu giáo xã Liên Đầm, trung học cơ sở Liên Đầm, mẫu giáo Sơn Điền, trường tiểu học Kim Đồng xã Gung Ré và trường trung học cơ sở xã Tân Thượng. Nhưng hiện mới chỉ có 4 trường được cấp kinh phí đang trong quá trình thi công. Thực tế này cũng ảnh hưởng đến mục tiêu mà ngành giáo dục huyện Di Linh đã đề ra trong thực hiện xây dựng trường chuẩn và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Về cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện Di Linh thì các trường học phần lớn là đã được đầu tư, nhưng mà đã đầu tư lâu năm nên đến nay đã xuống cấp. Một số các trường học thì đã đầu tư trước đây, nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì quy mô nó còn không phù hợp nữa. Như vậy thì phải nói rằng là về cái cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện Di Linh đến nay là hết sức khó khăn. Trong thời gian tới thì đối với ngành giáo dục đào tạo Di Linh rất mong được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện để đáp ứng cho được là xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, cũng như là đáp ứng được cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong giáo dục ở mỗi địa phương. Hy vọng rằng những khó khăn của ngành giáo dục huyện Di Linh sẽ được chính quyền địa phương cũng như tỉnh Lâm Đồng quan tâm hỗ trợ, qua đó góp phần đáp ứng được nhu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục Di Linh nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới dịp lễ Giáng sinh, nên tại thành phố Đà Lạt nhiều cửa hàng dịch vụ trang trí đã nhập về nhiều vật liệu, phụ kiện trang trí cho mùa Noel. Nhưng không khí mua bán lại khá trầm lắng. Mặt hàng trang trí Noel năm nay đang...